Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay em làm video này để gửi lời chia buồn và lời động viên đối với những bạn đã bị loại không được tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay, là những bạn mà thuộc trong những cái trường hợp mà chúng ta được hoãn nghĩa vụ như là lao động duy nhất trong gia đình hoặc là chưa đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà đa số những cái trường hợp mà bị rớt năm nay là thường là chưa đủ sức khỏe. Ví dụ như là một số anh em thì quá thấp và không đủ chiều cao, thì anh em có thể là luyện tập. Dù là anh em đã qua tuổi như vậy thì rồi, nhưng mà anh em với đam mê theo quân đội và muốn cống hiến trong 2 năm, thì anh em nào thiếu chiều cao thì hãy trong vòng 1 năm tới anh em sẽ luyện tập thể dục thể thao, chạy bộ rồi đu xà các kiểu. Rồi anh em sẽ tăng lên được chiều cao. Nhiều khi anh em cũng khoảng 1m54, 1m53 gì đó mà anh em chưa đạt chiều cao, thì anh em sẽ tập luyện xà và kết hợp với chạy bộ rồi anh em để cải thiện chiều cao. Năm sau anh em khám lại nhé. Nhiều anh em béo quá, chỉ số BMI quá cao và không đạt tiêu chuẩn để đi tham gia nghĩa vụ quân sự, ví dụ như là cân nặng nó quá nhiều, quá lớn so với chiều cao của mình đó, thì anh em cũng loại. Huyết áp mà cao quá thì anh em cũng không được đi, thì anh em sẽ cải trong vòng 1 năm tới, anh em sẽ cải thiện và anh em cải thiện sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ khoa học vào và anh em cải thiện sức khỏe được. Còn những mà mình là rất tiếc đối với những một số anh em rất là đam mê quân đội, những cái trường hợp mà được hoãn nghĩa vụ quân sự là những trường hợp mà chúng ta năm nay mà chúng ta không đi được, thì chúng ta năm sau chúng ta cải thiện sức khỏe và chúng ta khám lại để chúng ta đi. Còn đối với những mà anh em là thuộc những trường hợp mà được miễn nghĩa vụ quân sự luôn, là thuộc trong 20 loại bệnh mà chúng ta không thể tham gia nghĩa vụ quân sự, có liệt kê trong danh sách hết, anh em gõ lên mạng là anh em biết hết. Như là ví dụ như là một số anh em bị điếc tai, là anh em rất là đam mê quân đội và muốn cống hiến cho tổ quốc trong vòng 2 năm, nhưng mà người ta không nhận anh em, mà rất tiếc cho những anh em mà thuộc ở trong diện mà được miễn nghĩa vụ quân sự nha. Còn những anh em nào mà hoãn nghĩa vụ quân sự năm nay á, trong trường hợp hoãn là năm sau anh em khám lại như chưa đủ sức khỏe, thì anh em năm sau khác ăn uống bồi bổ và anh em giảm, ví dụ như chưa đủ chiều cao thì mình tập xà tập luyện gì đó cho cao lên xíu rồi mình năm sau mình đậu. Và một số anh em béo quá thì anh em đi tập gym, tập đồ rồi đi lao động trong vòng 1 năm đó, thì anh em xuống ký và anh em phù hợp thì anh em đi. Còn rất tiếc cho những anh em mà rất là đam mê quân đội nhưng mà lại thuộc trong cái diện mà những cái bệnh mà chúng ta không thể đi nghĩa vụ được, ví dụ như mà tay chân mà không thể lao động được, hoặc là anh em bị tật bên chân này một chân, rồi ví dụ thôi nha, rất là nhiều bệnh mình ví dụ thôi. Rồi một số thì anh em là nói ngọng thì không thể đi được, nói ngọng và không thể phát ra tiếng để cho người ta hiểu. Rồi nhiều anh em bị điếc rồi một số bệnh rất là nguy hiểm và anh em không thể đi được. Rất là chia buồn trong cho những anh em mà cái thuộc trong 20 loại bệnh mà chúng ta được miễn nghĩa vụ quân sự luôn nha anh em. Còn những anh em nào thuộc trường hợp mà năm nay chưa đủ sức khỏe mà được hoãn á, thì trong vòng 1 năm tới anh em cố gắng hoàn thiện bản thân và về thể chất và tinh thần để năm sau anh em khám và anh em trúng tuyển lại nha anh em. Chúc anh em nào trúng tuyển năm nay lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và anh em nào mà thuộc trong diện những cái bệnh mà được miễn nghĩa vụ quân sự thì anh em đừng có buồn nha. Anh em không được phục vụ trong quân đội thì anh em sẽ làm một số việc khác vẫn có ích cho đời mà, anh em đừng có buồn nha. Còn những anh em nào chưa đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay, hãy cố gắng tập luyện trong vòng 1 năm tới, cải thiện sức khỏe của mình, cải thiện thể chất của mình và anh em sẽ khám lại. Chúc anh em sang năm 2024 khám lại và đậu trúng tuyển lên đường nhập ngũ để phục vụ cho tổ quốc nha anh em. Còn rất chi buồn với những anh em nào mà thuộc những cái bệnh đã được pháp luật quy định là miễn nghĩa vụ quân sự nha. Anh em dù có muốn nhưng mà thuộc những cái loại bệnh đó thì quân đội vẫn không chấp thuận anh em rồi. Xin chia buồn. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn.